Còn đây là đường xuất phát của đội Timor-Leste trong trận đấu cuối cùng của họ. Trong trận đấu này thì U23 Việt Nam chơi với đội hình gồm có số 18 thủ môn Nguyễn Văn Toàn. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste đã được bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên ở SEA Games 31 U23 Việt Nam không sử dụng bất cứ một cầu thủ nào thuộc nhóm những người trên 23 tuổi. Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức đều là những người đã được cho nghỉ. Mật độ thi đấu dày và những trận đấu có thể nói là tương đối nhọc nhằn đã qua, đã lấy đi không ít sức lực của các cầu thủ. Và tất nhiên ở trong tình thế mà U23 Việt Nam đã chắc chắn có mặt ở vòng bán kết thì chúng ta có quyền được cho những cầu thủ chủ chốt của mình dưỡng sức, giữ thể lực để hướng tới những trận đấu quan trọng hơn ở các vòng đấu tiếp theo. Một nhiệm vụ khác đó là việc cho các cầu thủ dự bị, những cầu thủ thuộc các phương án 2, phương án 3 của U23 Việt Nam được thử sức. Có những người lần đầu tiên được ra sân, được trải nghiệm trong không khí như thế này, rõ ràng là một điều kiện rất tốt để chúng ta tích lũy kinh nghiệm, rèn giũa những phản xạ để có thể sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần. Rất nhiều người chờ đợi rằng đây sẽ là trận đấu mà chúng ta sẽ nhìn Lý Công Hoàng Anh sẽ chơi ra sao cùng với các đồng đội thuộc lứa của mình khi không còn có các đàn anh bên cạnh. Và tất nhiên là cả các chân sút của đúng lứa tuổi U23 nữa. Nhưng nên nhớ là trận đấu này cho dù kết thúc với tỷ số nào thì U23 Việt Nam vẫn giành quyền lọt vào bán kết. Và có một chi tiết mà không phải là không có trong tính toán của ban huấn luyện, đó là việc mà đối thủ chúng ta sẽ là ai ở vòng đấu tiếp theo. Cho dù bảng A của U23 Việt Nam sẽ đá trước một ngày so với những trận đấu cuối cùng của U23 Malaysia và U23 Thái Lan, những người cũng đã chắc chắn có mặt ở vòng bán kết. Đúng là khi bảng A sẽ kết thúc trước khi bảng B phân định cục diện vào ngày mai thì việc lựa chọn đối thủ là việc tương đối khó. Nhưng chúng ta xứng đáng để thử nghiệm như thế này, vừa giữ sức được cho các cầu thủ trụ cột, và đôi khi với một kết quả như thế nào đó ở trong trận đấu ngày nay lại tạo ra một bài toán khó cho các đội bóng ở bảng B. Đúng là như thế. Bây giờ là lúc ở bảng B, U23 Malaysia đang có chút lợi thế trong cuộc đua hướng đến vị trí đầu bảng, nếu như đó thực sự là một cuộc đua. Thái Lan là đội có ít điểm hơn, nhưng vấn đề là U23 Malaysia lại là đội thi đấu trước trong ngày thi đấu cuối cùng của bảng đấu còn lại. U23 Thái Lan là đội có quyền được đưa ra những tính toán của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo trong phần trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc trận, cú sút đó là cơ hội đầu tiên của U23 Việt Nam ở trong trận đấu này. Người đã dứt điểm đó là Huỳnh Công Đến. Trong hiệp 2 trận đấu gặp U23 Myanmar thì Huỳnh Công Đến đã được đưa vào sân ở hiệp 2. Anh đá ở vị trí của Hoàng Đức đảm nhận trước đó. Bóng vàng Việt Nam được đẩy lên ở một vị trí cao hơn và chúng ta đã có bàn thắng. Nhưng ngay sau khi có bàn thắng và khi Huỳnh Công Đến có lẽ là phần nào không đáp ứng được nhiệm vụ trước sức ép của U23 Myanmar thì anh lại bị thay ra. Công Đến là người đã đá chính trong trận đấu gặp Philippines. Và chính Huỳnh Công Đến là người có cơ hội đầu tiên, mà phải nói rằng đó là cơ hội lớn nhất trong trận đấu đó bên phía U23 Việt Nam. Nhưng thật tiếc là cảm giác độ xuất sắc của Công Đến đã không đi cùng với pha xử lý đó, và chúng ta đã không thể thành công trong trận đấu mà đối phương chơi tử thủ. Nhưng rõ ràng là những trận đấu đã qua, những trận đấu mà có thắng, có hòa, có thành công và còn có những điểm cần phải chỉnh sửa là một cái điều kiện rất tốt để cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo, những người có sự kết hợp giữa những cầu thủ đã trưởng thành, đã chín chắn và những cầu thủ vẫn còn đang cố gắng để khẳng định sự nghiệp của mình, có thêm được sự tích lũy, có thêm sự đúc kết để có thể hoàn thiện mình hơn. Những nhiệm vụ lớn, những trận đấu khó khăn vẫn đang ở trước mắt các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Nên nhớ rằng chúng ta còn có nhiệm vụ ở U23 châu Á không lâu sau khi kết thúc SEA Games. Và phần lớn những cầu thủ chơi ở SEA Games 31 cũng sẽ là những người làm nhiệm vụ ở giải đấu tầm châu lục. Timor-Leste sẽ được hưởng một quả đá phạt góc.
mặt sân trơn và trời mưa là thứ khiến cho đội tuyển U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở trận đấu gặp U23 Philippines. Trời mưa suốt cả ngày hôm nay tại Việt Trì. Pha phối hợp nhỏ của cầu thủ Timor Leste. Mesquita. Những pha đi bóng đơn lẻ như vừa rồi thì thật khó để có thể làm nên chuyện. Đường chuyền lên vừa rồi là của Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh là trung vệ thuộc đội chính của U23 Việt Nam tiếp tục được sử dụng trong trận đấu này, và tôi nghĩ rằng đó chính là một sự lựa chọn tương đối khôn ngoan của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu gặp Myanmar thì Bùi Hoàng Việt Anh phần nào đó cũng giống như một số cầu thủ khác, bị khớp về mặt tâm lý, chuyền hỏng tương đối nhiều và phần nào đó đánh mất đi sự tự tin. Và nếu như được chơi tiếp ở trận đấu này, được thể hiện sự điềm tĩnh của mình thì đó là một cách củng cố hợp lý nhất để giúp cho Bùi Hoàng Việt Anh tự tin hơn trong các trận đấu tiếp theo. Ông Park Hang-seo trong phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu gặp Myanmar cũng nói rõ rằng là ông luôn có niềm tin vào 20 cầu thủ, và cho dù cần phải uốn nắn, cần phải rút kinh nghiệm trước những sai lầm của họ, những sai lầm chuyền bóng hỏng bóng đã thẳng thắn chỉ ra ở trận đấu gặp U23 Myanmar, thì niềm tin đó được thể hiện rõ khi ông tiếp tục vẫn sẽ sử dụng những cầu thủ này ở trong trận đấu với U23 Timor Leste và thậm chí là ở cả vòng bán kết nữa. Mỗi một trận đấu trôi qua đều sẽ là những trải nghiệm và giúp cho cầu thủ trưởng thành hơn. Cho đến lúc này thì U23 Việt Nam chỉ có một cầu thủ duy nhất chưa được ra sân, đó là thủ môn Quan Văn Chuẩn. Không loại trừ khả năng ở phần còn lại của trận đấu, khi mà U23 Việt Nam đã đạt được một mục đích nào đó, rất có thể là huấn luyện viên Park Hang-seo cho Quan Văn Chuẩn vào sân để có được cảm giác thi đấu thế chỗ của Văn Toàn. Vì một trận đấu ở SEA Games cũng như rất nhiều những trận đấu khác của bóng đá thế giới vào thời điểm này, chúng ta được thay 5 người, có quá nhiều sự lựa chọn. Hầu hết những cơ hội của U23 Việt Nam trong hiệp 1 trận đấu với đội tuyển U23 Myanmar đều đến từ những tình huống cố định. Khi đối phương chơi pressing theo thời điểm và theo cự ly đội hình được thực hiện rất tốt. Hiệp 1 của các trận đấu tại SEA Games năm nay đều là những hiệp đấu khó khăn với U23 Việt Nam. Và với một đối thủ yếu nhất của bảng A trong lượt trận cuối này, chúng ta cũng khá kỳ vọng vào việc sẽ có được bàn thắng ở hiệp đấu đầu tiên. Lỗi Việt Vị. Hàng phòng ngự của Timor Leste vừa rồi đã có một pha bẫy Việt Vị tốt, hết sức chủ động. Nhịp độ trong những phút đầu tiên là không quá cao, dù người ta đã nghĩ tới một thế trận cởi mở. Đối thủ của U23 Việt Nam là đội bóng đứng cuối bảng, không có một cơ hội nào, cũng không có trong đội hình chân sút tốt nhất. Và họ đá ở hầu hết các trận đấu tại SEA Games lần này với một phong cách có thể nói là tương đối hồn nhiên. Nhưng chúng ta thì cũng chưa thể tạo ra được sức ép với những con người, với hàng loạt những sự thay đổi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuấn Tài thi đấu ở hai vị trí khác nhau trong mỗi hiệp đấu khi đội tuyển U23 Việt Nam đối mặt với U23 Myanmar. Lê Văn Đô, Bùi Hoàng Việt Anh. Phút thứ 10 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste, trận đấu cuối cùng tại bảng A 1-5 tại SEA Games 31. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Và quả bóng vừa rồi là của Hồ Thanh Minh. Tiếp theo là Lê Văn Đô. Đường chuyền vào. Và chặn bóng khai. Tuấn Tài. Đường chuyền. Bóng không đến
đúng vị trí của Văn Tùng. Nhưng pha chơi bóng vừa rồi của cầu thủ áo trắng là tương đối bình tĩnh. Sự điềm tĩnh trong những pha xử lý là điều mà chúng ta không có một cách đầy đủ trong hai trận đấu liên tiếp trước các đối thủ là Philippines và Myanmar, những người hầu hết thời gian chủ động với cách đá phòng ngự, kiểm soát chặt khu vực giữa sân, đá quyết liệt và có thể nói rằng tổ chức phòng ngự rất kỷ luật. Ở trong thế trận như vậy thì U23 Việt Nam chỉ có một bàn thắng duy nhất với pha xử lý cực kỳ điềm tĩnh từ người chuyền bóng mở ra cơ hội là Hoàng Đức, đến pha băng lên và chặt bóng vào trong của Lewando, cũng như cú đá nhẹ nhưng hiểm của Đỗ Hùng Dũng. Lý Công Hoàng Anh, U23 Việt Nam vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Đường chuyền của Lewando chặt lên, để bóng không được. Quả chuyền bóng ngược lên là của Huỳnh Công Đến. Còn cú đá không trúng bóng ở phía trong là của Hồ Thanh Minh. U23 Việt Nam đang tạo ra một thế trận lấn lướt với những pha tấn công sôi nổi. Tuy nhiên chúng ta chưa có được một cú sút trúng đích nào. Có lẽ là huấn luyện viên Park Hang-seo muốn đội hình đẩy cao hơn nữa, không cho đối phương triển khai bóng lên phía trên. Khán giả của VTV Cup sẽ được xem trọn vẹn SEA Games trên các kênh thể thao của VTV Cup. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có các chương trình đồng hành như nhật ký SEA Games 31, muôn màu SEA Games và các trận đấu của đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal của Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các chương trình bình luận trước, giữa và sau các trận đấu với nhận định của các vị khách mời. SEA Games đang diễn ra và đoàn thể thao Việt Nam đang có được thành tích thi đấu tốt trên bảng tổng sắp huy chương, thì chúng ta vẫn đang có được vị trí dẫn đầu. Ngày hôm nay tiếp tục là những chiếc huy chương vàng giúp cho vị thế số 1 trên bảng tổng sắp huy chương là chưa có gì thay đổi cả. Ở môn bóng đá nữ, cho đến thời điểm này thì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã kết thúc các trận đấu tại vòng bảng với 2 chiến thắng trước các đối thủ là Philippines và Campuchia. Bảng B của môn bóng đá nữ có sự góp mặt của những đối thủ mạnh là Myanmar và Thái Lan, cũng đang có những trận đấu cuối cùng. Ở lượt trận cuối cùng này thì Myanmar đã thắng Singapore với tỷ số 1-0 và đang tạm thời dẫn đầu bảng B. Nhưng vị trí dẫn đầu đó hoàn toàn có thể sẽ thuộc về đội tuyển Thái Lan khi họ đang chơi trận đấu cuối cùng của mình gặp đội tuyển Lào. Một vài những tình huống đập nhà ở biên đang có được độ chuẩn xác cao hơn. Tuấn Tài, ở phía trong thì Văn Tùng là người có khả năng sẽ tranh chấp tốt trong những tiếng bóng bổng. Nhưng Hồ Thanh Minh thì có lẽ là không. Với tầm vóc của mình thì Văn Tùng hoàn toàn có thể được lựa chọn cho những tình huống cắm ở phía trong. Trong khi đó thì Hồ Thanh Minh sẽ phải là người hoạt động rộng, là một vệ tinh để kết nối với cầu thủ ở ngoài biên. Và xu hướng của Thanh Minh ở những phút vừa qua là lệch bên phải. U23 Việt Nam vẫn đang tiếp cận bằng những tình huống tấn công ở hai cánh. Cho dù không hoàn toàn là những quả tạt bóng, nhưng chúng ta hoàn toàn phải tiếp cận ở hai biên, chứ không thể đá ở trung lộ vào lúc này khi mà đối phương đã tập trung lực lượng có thể nói là rất đông. Và trước một đối thủ chỉ là Timor-Leste thì các trung vệ của đội tuyển Việt Nam trong những phút vừa qua cũng đã có nhiều tình huống dâng cao hơn so với thường lệ. Trong trận đấu với U23 Myanmar thì một trong những cơ hội đã tìm đến với Bùi Hoàng Việt Anh ở pha sút xa của anh khi dâng cao và tạo ra áp lực. Pha xử lý là của Cosecao. Đúng là những nỗ lực đơn lẻ thì thật là khó để có thể vượt qua được các trung vệ của U23 Việt Nam.
Lương Duy Cường và Conceição va chạm với nhau. Cầu thủ áo đỏ vẫn chưa thể đứng dậy. Lương Duy Cường, cầu thủ của RB Đà Nẵng và lúc này đang đá chính giữa hàng phòng ngự có 3 trung vệ của U23 Việt Nam. Lệch bên phải là Bùi Hoàng Việt Anh và bên trái là Phan Tuấn Tài. Ông Park Hang-seo đang dặn dò và điều chỉnh khá kỹ với vị trí của Trọng Long. Trọng Long là người đang đá thấp nhất trong số các tiền vệ trên sân lúc này của U23 Việt Nam, những người đá ở vị trí trung tâm. Nguyễn Trọng Long là cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như chúng ta có một cầu thủ chơi tốt ở vị trí mà Trọng Long đang đảm nhận thì việc đẩy Hoàng Đức lên cao sẽ khiến cho đội U23 Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn ở mặt trận tấn công. Công đến Lê Văn Đô hơi vội. Lê Văn Đô, chơi ở trung lộ, kiểm soát trái bóng tương đối khéo léo nhưng không thể dứt điểm. Văn Tùng xoay người dứt điểm, quá đẹp. Nhưng bàn thắng không tới với U23 Việt Nam, đó là cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội chủ nhà áo trắng. Pha xoay sở tốt của một trung phong, nhưng trong tính vừa rồi thì cú đá của Văn Tùng là chưa đủ để đánh bại thủ môn Junido Pereira. Một điểm đáng chú ý, anh Quy Long có thể nhận thấy rõ ràng là đội bóng của huấn luyện viên Park Sơ đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều. Sự tự tin đã trở lại. Những bước chạy của Lê Văn Đô và các đồng đội đã trở nên nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn khi nhiệm vụ sức ép lớn nhất đã được cởi bỏ. Đối phương thì cũng không kiểm soát quá tốt tình hình trong pha bóng này, không áp sát quyết liệt, và Văn Tùng, một người không được đánh giá quá cao về khả năng xoay sở cũng như tốc độ, vẫn đủ thời gian để xoay người và thực hiện cú đá có thể nói là rất đẹp. Sau một nhìn quan sát để tìm kiếm đồng đội, có lẽ là để chuẩn bị sẵn cho một tình huống trả bóng ngược lại tuyến 2, thì Văn Tùng đã có được sự quyết đoán. Và cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là cần có được một sự tự tin như vậy, điềm tĩnh và hợp lý trong những tình huống cụ thể. Đánh đầu! Lại là một tình huống cố định, quả đá phạt góc. Cơ hội tìm tới với đội tuyển U23 Việt Nam. Trong vòng 2 phút thì chúng ta có 2 cơ hội. Ở hiệp 1 trận đấu với U23 Myanmar thì khả năng tạo lực dồn dập của U23 Việt Nam chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn 10 phút trước khi chúng ta đánh mất thế trận vào tay đối phương. Mặt sân trơn rõ ràng là sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng chơi bóng của cầu thủ, đặc biệt là với những đội bóng thực hiện lối chơi kiểm soát. Công bằng nói thì trong suốt những phút đã trôi qua của hiệp 1 thì người ta chỉ quan tâm tới việc là hệ thống tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vận hành như thế nào. Pha bằng vào và dứt điểm là của Hồ Thanh Minh. Và đây là tình huống dứt điểm trước đó được thực hiện bởi Văn Tùng. Thủ môn của Timor-Leste cũng đã xuất sắc ở phóng vừa rồi. Trong ít phút vừa qua thì Timor-Leste không thể đưa được bóng lên phía trên. 20 phút của hiệp 1 trôi qua, chưa có bàn thắng nào được ghi. Những cơ hội đều thuộc về U23 Việt Nam. Cú sút của Văn Tùng và sau đó là tình huống dứt điểm của Hồ Thanh Minh. Một loạt các cầu thủ trụ cột của U23 Việt Nam trong những trận đấu vừa qua đã được cho nghỉ và không có mặt trong đội xuất phát ngày hôm nay. Trên băng ghế dự bị chúng ta có thủ môn Quan Văn Chuẩn, lỗi việt vị. Mesquita đã việt vị. Như nói thì trên băng ghế dự bị U23 Việt Nam có thủ môn Quan Văn Chuẩn, một loạt những cầu thủ đã đá
những trận đấu trước là Lê Văn Xuân, Thanh Bình, Anh Dũng. Hai tiền vệ cũng sẵn sàng và nhiều khả năng cũng sẽ được trao cơ hội ở trận đấu ngày hôm nay. Đó là Dũng Quang Nho và Hai Long. Bùi Hoàng Việt Anh, cú đánh đầu chuyền bóng của Hồ Thanh Minh, Lê Văn Đô, Văn Tùng không được. Bóng đã tìm đến Văn Tùng tương đối nhiều và cũng đã có cú dứt điểm của số 11 bên phía U23 Việt Nam. Nhưng vận may chưa mỉm cười với Văn Tùng. Văn Đô sửa lòng chân trái không được. Pha đặt trụ không đủ tốt đã khiến cho Huỳnh Công Đến không thể có được tình huống kết thúc đúng như ý muốn. Một kết quả hòa ở trong trận đấu ngày nay là không đủ để cho U23 Việt Nam dẫn đầu. Rất nhanh, chỉ có một mình Conceição. Nó cũng là hình ảnh tiêu biểu trong những đợt tấn công của U23 Timor Leste kể từ đầu trận. Chỉ là những tình huống đột phá đơn lẻ. Vào lúc này thì U23 Indonesia với 9 điểm đang tạm dẫn đầu ở bảng A. U23 Việt Nam có 7 điểm trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang chơi với một đội hình là thuần U23, không có các cầu thủ hơn tuổi, những người rất quan trọng trong những kết quả của U23 Việt Nam đã có được cho tới thời điểm hiện tại. Và thực tế cho thấy nó chưa phải là một đội ngũ gắn kết và tạo ra được những điểm nhấn trước một đội bóng được coi là yếu nhất bảng. Trong những ngày thực hiện chiến dịch chính thức để được chơi một trận đấu mà không khác gì là một trận đấu tập có đối phương như thế này thì thực sự là rất bổ ích đối với cầu thủ trẻ. Một trận đấu mà họ được cởi bỏ hoàn toàn những sức ép, không phải chịu bất cứ một áp lực nào. Hãy chơi bằng đúng khả năng của mình và theo đúng yêu cầu về mặt chiến thuật của ban huấn luyện. Thực sự đây là một trải nghiệm rất đáng quý, một sự chuẩn bị cần thiết cho bất cứ một đấu trường nào, một thách thức nào phía trước mặt. U23 Việt Nam là đội thi đấu ở bảng A phải đá trước. Và lúc này thật khó để chúng ta nói về đối thủ nào đó ở vòng đấu tiếp theo, vòng bán kết. Nhưng không phải là không có những mục tiêu. Xin nhắc lại một lần nữa là như vậy. Nếu như chúng ta đã làm hết sức mà không thay đổi được tình hình thì những diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của các đối thủ ở bảng B. Nếu hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này ông có muốn thắng trong trận đấu cuối cùng này không thì tôi tin rằng Park Hang-seo vẫn sẽ khẳng định rằng ông rất muốn các cầu thủ của mình, cho dù là đội hình không phải mạnh nhất, thắng trong trận đấu gặp Timor Leste. Nhưng điều quan trọng hơn, tôi tin rằng ông đang cùng với ban huấn luyện xếp một đội hình với một tinh thần thi đấu là vào sân để thử sức mình, để trải nghiệm bằng những nỗ lực lớn nhất có thể. Vừa rồi là một pha dứt điểm trên không và tiếp theo sẽ lại có một quả phạt góc nữa cho U23 Việt Nam. Lần này là quả đá phạt góc của Lý Công Hoàng Anh. Yes,
nguy hiểm. Cú đá xoáy quặp vào trong của Lý Công Hoàng Anh khiến cho Juninho Pereira phải làm việc tương đối vất vả. Đúng là một trận đấu mà một loạt các vị trí của U23 Việt Nam có lẽ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá xoáy thẳng về khung thành của thủ môn Pereira. Ý tưởng của Lý Công Hoàng Anh là không tồi, vì chúng ta có thể quan sát thấy Juninho Pereira có tầm vóc không phải là quá lý tưởng cho vị trí thủ môn. Thực tế đây là một đội hình cần phải có với những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo vào lúc này. Thực tế nếu xét về mặt lực lượng, phong độ và những yếu tố thuận lợi thì U23 Việt Nam không ngại một đối thủ nào cả ở SEA Games 31. Nhưng ngày hôm nay sẽ là một bài test mà dù thắng hay có thể là hòa thì đôi khi chúng ta đã xác định là có thể đối mặt với bất kỳ một đối thủ nào, thì tình cảnh đó lại khiến cho các đối thủ ở bảng B phải đau đầu. Điều quan trọng nhất là mỗi một cá nhân, mỗi một vị trí ở trận đấu ngày hôm nay sẽ phải có một màn thể hiện tốt hơn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Ở các trận đấu giao hữu cuối cùng, tất cả đều đã được trao cơ hội, nhưng không phải tất cả đều có được những hình ảnh như mong muốn ở phương diện cá nhân cũng như là phương diện kết nối với tập thể. Đội hình 1 của U23 Việt Nam được coi là tương đối tròn, nhưng khi cần có sự thay thế đó lại là một vấn đề khác. Các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cho tới thời điểm này là thắng lợi 3-0 trước U23 Indonesia, trận hòa 0-0 với U23 Philippines và trận thắng trước U23 Myanmar với tỷ số 1-0. Vào lúc này thì Đỗ Hùng Dũng đang là cầu thủ ghi được 2 bàn cho U23 Việt Nam ở giải đấu này. Có lẽ là rất lâu rồi, nếu như không muốn nói là lần đầu, đội U23 Việt Nam bước vào lượt trận cuối cùng tại vòng bảng ở một sự kiện khu vực Đông Nam Á lại chơi với một tâm thế nó thoải mái đến như vậy, không phải chịu bất cứ một áp lực nào về chuyên môn. Ngay cả trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại SEA Games năm 2019, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch, thì chúng ta vẫn cần phải có một chiến thắng trên Singapore để khẳng định được vị trí dẫn đầu. Khi không phải chơi với đội hình mạnh nhất, khi tháo bỏ được những áp lực và sử dụng hầu hết là cầu thủ dự bị, chúng ta sẽ tiết kiệm được tương đối sức lực cho đội hình chính. Bài học ở AFF Cup năm 2020 cách đây chưa lâu, khi chúng ta phải căng sức ra ở lượt trận cuối cùng, đủ để nói lên những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được ở cái lượt trận này cũng với một đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Đường chuyền là của Samento, chẳng có một chút áp lực nào cả. Nhưng 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và U23 Việt Nam thì chưa có được một bàn thắng nào trong một thế trận tấn công kiểm soát trước đối thủ. Văn Tùng đã có pha phạm lỗi. Người đang bị đau đó là Lê Văn Đô. Phút thứ 30 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. U23 Việt Nam giữ bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công nhiều và cũng đã có những cơ hội. Nhưng phía trước mắt, cao thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang là một Timor Leste, dù đã chắc chắn bị loại, vẫn đang chơi có thể nói là hết sức nhiệt tình. Hey,
không thể hiện sức dướn của Levando trước khi bị đối phương phạm lỗi. Nhưng anh chưa thể đứng dậy. Ở một trận đấu cuối cùng khi chúng ta đã có được chiếc vé tham dự vòng bán kết, thì mỗi một bóng nằm sân của các cầu thủ đều sẽ khiến cho ban huấn luyện phải cau mày và lo lắng. Với tín hiệu của các bác sĩ đội tuyển U23 Việt Nam thì có lẽ là Levando vẫn sẽ có thể tiếp tục trận đấu này. Bảo toàn lực lượng, trong đó có cả việc tránh những thẻ phạt, đó là một mục tiêu của U23 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng. Chúng ta cần sự sẵn sàng ở mức độ tốt nhất cho các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp. Vũ Tiến Long, tình huống phòng ngự là của Auxilio Gutierrez. Cánh phải vẫn đang là hướng tấn công chủ đạo của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là nơi mà chúng ta có tốc độ của Levando. Quân bài đã mang lại những yếu tố tích cực cho hiệp 2 trận đấu gặp U23 Myanmar. Trong những phút vừa qua của hiệp 1 thì U23 Việt Nam tấn công ở cánh trái rất ít. Levando, quả tạt khai. Không vào! Một tình huống không thực sự được coi là chủ động của Thanh Minh. Sau pha đấm bóng của thủ môn Castro Pereira thì bóng đã chạm chân của Thanh Minh và thiếu một chút nữa thôi, nó trở thành một bàn thắng. Đây là pha bóng mà thủ môn của U23 Timor-Leste đã chơi rất dũng cảm. Tốc độ băng ra của Juninho Pereira cũng là vừa đủ để khiến cho Hồ Thanh Minh không thể chiếm lợi thế. Thực tế là khi đối mặt với các đội bóng chơi phòng ngự số đông thì hơn bao giờ hết cần những quả tạt có chất lượng như vừa rồi của Levando. Hai cánh sẽ là nơi mà chúng ta tập trung những đường bóng tấn công, và những quả tạt có chất lượng như vừa rồi sẽ mở ra cơ hội. Đó là điều có lẽ là không xuất hiện thường xuyên ở U23 Việt Nam trong những trận đấu trước đó. Ở lần đầu tiên xuất hiện tại SEA Games lần này thì Thanh Minh gần như ngay lập tức đã có được một cơ hội, và đó là cú đánh đầu trúng cột dọc trận đấu gặp Indonesia. Nếu như không nhầm thì đó cũng chính là quả tạt từ bên phía cánh phải. Tất nhiên có thể không phải là của Levando, vì khi đó thì Levando đã đảo sang chơi ở cánh trái. Và đó là một trong những chi tiết mang dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo ở SEA Games lần này. Cả Hồ Thanh Minh và Văn Tùng đều đã có những pha dứt điểm hụt sau đường truyền của các đồng đội ở hiệp đấu mà chúng ta đang theo dõi. Nắn nót hơn một chút, chính xác hơn một chút thì ở cự ly như vậy, đó hoàn toàn có thể là những bàn thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và những người như Văn Tùng và Hồ Thanh Minh rất cần những pha lập công như vậy để tự tin hơn. Việt Anh, Levando, Huỳnh Công Đến vẫn đang là cầu thủ áo trắng. Văn Tùng, 35 phút rồi và vẫn chưa có một bàn thắng nào cả. Tỷ lệ những đường bóng chuẩn xác của U23 Việt Nam ở 1/3 cuối sân của đối phương là không nhiều. Một đội hình, sự lắp ghép với những ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo và với những cái tên xuất hiện trên sân ở trận đấu ngày hôm nay. Nhưng họ với chất lượng của mình cần phải làm tốt hơn thế này. Và lấy bóng tốt là của Hồ Thanh Minh. Cầu thủ của Timor-Leste là Conceição vừa rồi đã kịp thời lui về bọc lót. Một pha bóng mà sau khi giành lại quyền kiểm soát thì tình huống chuyển trạng thái của U23 Việt Nam
trong việc phối hợp với nhau là không thực sự tốt. Tiến Long, Việt Anh không hiểu ý. Pha dừng cao của Bùi Hoàng Việt Anh. Có lẽ là đội tuyển U23 Việt Nam cũng muốn đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng họ chưa làm được điều đó. Thực sự thì chúng ta vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa đội hình chính và đội hình dự bị của U23 Việt Nam. Khi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo có sự có mặt của những quả bóng vàng như Đỗ Hùng Dũng hay Hoàng Đức thì việc thiết lập lối chơi, kiểm soát trận đấu, kiểm soát tốc độ nó vẫn khác. Và nhịp chơi của chúng ta còn được kết hợp bởi rất nhiều những phương án khác nhau. Chúng ta đã từng nhắc đến việc Hoàng Đức được đẩy lên cao hơn trong hiệp 2 của trận đấu gặp Myanmar. Và ở những tình huống mà Hoàng Đức đến gần với khu 16-50 của đối phương hơn, mọi chuyện đã trở nên khác đi. À, những cú sút, những pha uy hiếp cuối cùng thì là những đường chuyền bóng mang tính quyết định. Đưa một bóng của Trọng Long. Hồ Thanh Minh vừa can thiệp bằng đầu. Huỳnh Công Đến. Văn Đô. Cú nhả bóng xuống biên của Lý Công Hoàng Anh không đủ độ chuẩn xác. Thanh Minh qua người. Tiếp tục là cầu thủ U23 Việt Nam nhưng đó là lỗi của Lý Công Hoàng Anh. Pha tranh chấp của hai đội trưởng. Trong số các cầu thủ ở lứa tuổi 23 tham dự SEA Games 31 lần này, ở chặng đường đã qua, Lý Công Hoàng Anh luôn là người được xếp vào nhóm những người chơi tốt nhất, cho dù Lý Công Hoàng Anh không phải là người đá đủ 100% thời gian. Trong số các tiền vệ mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng, nếu như Hùng Dũng và Hoàng Đức giữ vai trò điều tiết thì Lý Công Hoàng Anh là người có những pha băng lên phía trước, đột phá, tạo ra những tình huống táo bạo, là một cầu nối quan trọng để có thể có những tình huống đột biến cho U23 Việt Nam. Đây đã là phút thứ 40 của hiệp 1.
tỷ số vẫn đang là 0-0 trong một thế trận mà UEFA Việt Nam không khó để có thể kiểm soát được theo hướng có lợi. Mặc dù vậy thì số lượng những tình huống dứt điểm nguy hiểm với khung thành đối phương là khá ít trong một thế trận như thế này. Một hình với những cầu thủ được lắp ghép với nhau, không có những cái tên quan trọng trên 22 tuổi được bổ sung cho SEA Games lần này. Và mọi thứ đang diễn ra khá khó khăn ở 1/3 cuối sân của Timor-Leste. Cho tới thời điểm này thì cú đá nguy hiểm nhất thuộc về Văn Tùng với một pha xoay sở và xoay người dứt điểm. Còn lại đều là những cơ hội không thực sự đáng chú ý. Trước thềm của SEA Games 31 thì U23 Việt Nam đã có một giải đấu tập huấn tại Trung Đông, đó là Dubai Cup, một giải đấu mà U23 Việt Nam không có bất cứ một bàn thắng nào. Nhưng đó là giải đấu mà chúng ta được đối mặt với những thuốc thử hạng nặng, thậm chí có những đội bóng đến từ châu Âu. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta đang đối mặt với đội bóng có thể nói là yếu nhất của khu vực Đông Nam Á. Mặc dù vậy thì U23 Việt Nam cũng không hoàn toàn có một thế trận ào ạt, kiểm soát được trận đấu nhưng lại không tổ chức một lối chơi có tính liên tục và có nhiều những cú dứt điểm. Huỳnh Công đến. Dường như U23 Việt Nam sẽ cần phải có sự thay đổi, đó là thay đổi ý tưởng chơi trước hết và không loại trừ ở sau giờ nghỉ, vì đây đã là phút thứ 42 của trận đấu, chúng ta sẽ phải thay người. Và thực tế thì với cá nhân tôi, những cầu thủ trên băng ghế dự bị đều là những cái tên chất lượng hơn, đó là những cầu thủ đã khẳng định được vị trí ở đội hình 1. Nhưng khi đã được trao cơ hội và những cá nhân trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay lại không thể có được một sự kết hợp tốt, thì đó là một trong những điều rất đáng tiếc. Ban luyện của đội tuyển U23 Việt Nam đang yêu cầu các cầu thủ của mình áp sát nhanh hơn nữa. Những áp lực ở những phút vừa qua với cá nhân các cầu thủ Timor-Leste là chưa đủ và đội máu đỏ vẫn có thể có được những pha phối hợp khá đơn giản ở bên phía phần sân nhà. Nó không giống với những toàn tính mà ông Park Hang-seo muốn áp dụng cho các cầu thủ của mình. Xoay sao Gumario da Silva, Văn Tùng, lỗi của Cristiano Fernandez. Phút thứ 45 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor-Leste, tỷ số vẫn đang là 0-0. Dù cũng đã có cơ hội nhưng đội hình dự bị của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 vẫn chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số. Đường chuyền của Levado.
có 1 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Của Văn Tùng. Juninho Pereira đã phản xạ tốt và cột dọc cũng đã cứu thua cho U23 Timor Leste. Hầu hết các pha bóng đáng chú ý của U23 Việt Nam trong hiệp 1 đều xuất phát bên phía cánh phải. Người chuyền bóng vào là Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Tùng đã nhỉnh hơn so với Filomeno Da Costa để thực hiện cú dứt điểm trên không. Nhưng đó lại là pha bóng mà Juninho Pereira, thủ môn của Timor Leste, đã chơi tốt. Leste trận đấu trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng, bảng A môn bóng đá nam. Hiệp đấu không thực sự thành công của các tuyển thủ U23 Việt Nam, kiểm soát được thế trận nhưng tạo ra những cơ hội nguy hiểm thực sự thì lại rất ít. Trước đội bóng đứng cuối bảng, chúng ta đã bế tắc trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp 1 và không có được một bàn thắng nào. Cú chuyền vừa rồi là của cầu thủ mới được tung vào sân thành người trong hiệp 2, đó là Dũng Quang Nho. Bóng này thì Tuấn Tài đã rời sân. Có lẽ là khi nhìn vào màn trình diễn của U23 Việt Nam trong hiệp 1 thì người ta đã nghĩ tới việc ông Park Hang-seo sẽ thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, và hãy cùng chờ đợi. Văn Xuân, một loạt những sự thay đổi, và bây giờ là lúc để kiểm chứng xem là liệu những tính toán của viên Park Hang-seo có tạo ra điểm khác biệt giống như trận đấu diễn ra cách 2 ngày. Dũng Quang Nho, đôi cánh của đội tuyển U23 Việt Nam lại là Văn Xuân và Văn Đô, những người đã cùng nhau phối hợp tốt hơn, tạo ra một lối chơi khởi sắc hơn cho đội tuyển U23 Việt Nam ở trận đấu gặp U23 Myanmar. Thêm một quả tạt nữa, không được. Bóng vừa hướng đến vị trí của số 11 Nguyễn Văn Tùng. Những pha bóng đáng chú ý nhất và cũng có thể coi là chất lượng nhất của U23 Việt Nam trong hiệp 1 đều thuộc về Văn Tùng. Một pha xoay người sút bóng và một cú đánh đầu, đó đều là những pha bóng mà thủ môn Juninho Pereira của Timor Leste làm chủ được khu vực của mình. Dứt điểm, cú đá của Huỳnh Công đến. Sau khi vào sân thì Dũng Quang Nho đang đá thay vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh, vị trí trung vệ lệch phải. Đó cũng chính là vị trí mà ông Park Hang-seo đã từng thử nghiệm Dũng Quang Nho ở những trận giao hữu cuối cùng. Trong hiệp 1 thì U23 Timor Leste hầu như là không thể tạo ra được bất kỳ một cơ hội nguyền nào, ngay cả những cú sút cũng là con số 0. Đường mở bóng rất chuẩn xác. Đường mở bóng là của dành cho Levando. Dứt điểm. Thêm một pha tung người đẩy bóng của Pereira. Quả mở bóng chéo sân trước đó là của Lê Văn Xuân. Sức mạnh của U23 Việt Nam vẫn đang được tập trung nhiều ở hai biên, và giống như trong hiệp 1 thì cánh phải vẫn là cánh có sự xuất hiện nhiều hơn của những đợt tấn công, và cũng là cánh có được nhiều đường chuyền cuối cùng chất lượng hơn. Nhưng bây giờ thì bên phía cánh trái của U23 Việt Nam có sự xuất hiện của Lê Văn Xuân, và sự cân bằng có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và bây giờ bên ngoài sân thì chúng ta đang thấy Tiến Linh đã sẵn sàng cho những phút có mặt trên sân. Và đây là bảng xếp hạng tạm thời với kết quả này.
U23 Việt Nam sẽ chỉ có vị trí thứ 2 ở bảng A. Vẫn còn thời gian cho sự thử nghiệm những phút đầu tiên của hiệp 2. Đã có những khoảnh khắc mà chúng ta có thể đẩy cao được tốc độ trong những tình huống triển khai bóng và có cơ hội. Bóng được trả ngược lại tuyến này, tương tự với cái cách mà Hoàng Đức và Hồng Dũng đã có mặt. Sút xa. Cú đá của Vũ Tiến Long. Có một đặc điểm mà U23 Việt Nam đã trải qua trong suốt tất cả các hiệp đấu đã qua kể từ đầu giải, đó là chúng ta thường chơi tốt ở khoảng 15 phút đầu của mỗi hiệp đấu. Nhưng không phải là ở 15 phút đầu hiệp thi đấu thứ hai nào chúng ta cũng có được những kết quả tốt. Gần như nó chỉ có sự xuất hiện một cách hoàn hảo ở trận đấu đầu tiên gặp Indonesia. Còn trận đấu thứ hai gặp Philippines cũng như trận đấu tiếp theo gặp Myanmar, chúng ta đều không có được kết quả như mong muốn. Ở trận đấu gặp Myanmar thì phải đợi đến phút thứ 76 sau khi có thêm một loạt những điều chỉnh khác về con người cũng như lối chơi thì huấn luyện viên Park Hang-seo mới có được điều mình cần, đó là bàn thắng mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Lê Văn Xuân, Văn Tùng. Văn Đô. Không được. Những cú sút đang xuất hiện nhiều hơn và nó cũng sẽ là một thứ vũ khí lợi hại, những tình huống sút xa. Bởi ngày hôm nay thì trên sân Việt Trì, sân trơn bóng ướt sẽ khiến cho độ nguy hiểm của những tình huống dứt điểm từ xa tăng lên nhiều lần. Trước đó là tình huống dứt điểm của Phúc Tiến Long và vừa rồi là tình huống sút bóng của Văn Đô. Áp lực đang được tạo ra một cách đều đặn hơn. Trọng Long, thêm một cú sút xa nữa, không vào. Vẫn còn thêm một cú đánh đầu, vẫn không vào. Hai lần liên tiếp bóng chạm vào xà ngang, thực sự là thiếu may mắn. Lần lượt là Trọng Long với cú sút xa và sau đó là Văn Tùng. Không hiểu sao U23 Timor Leste lại có thể thoát khỏi bàn thua sau những tình huống dứt điểm dồn dập như vừa rồi. Ý tưởng giải quyết các pha bóng với những tình huống dứt điểm từ xa là một giải pháp hoàn toàn có lý trong một thế trận như thế này, khi chúng ta chưa thể có được những pha phối hợp tốt hơn, khi đối phương thực hiện lối chơi phòng ngự với một lực lượng dày đặc. Dũng Quang Nho, Lê Văn Đô. Đó là pha xử lý của Lý Công Hoàng Anh. Lê Văn Xuân. Đấy đâu! Và bây giờ là bàn thắng mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Đó là pha ghi bàn của Văn Tùng. Người có nhiều tình huống kết thúc nhất, người đã đe dọa liên tục khung thành của Juninho Pereira, cuối cùng cũng đã có được pha mở điểm cho đội chủ nhà. Đây mới là thứ mà chúng ta cần. Áp lực được tạo ra đều đặn từ nhiều hướng và cuối cùng thì bàn thắng mở tỷ số cũng đã tới với đội bóng của viên Park Hang-seo. Ở trận đấu giao hữu trước khi bước vào SEA Games, trận đấu cuối cùng thì Văn Tùng cũng đã ghi bàn. Đây là cú đánh đầu thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng ít phút. Lần trước thì xà ngang còn có thể cứu nguy cho Timor Leste, còn lần này thì không. U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn 1-0. Sẽ có thẻ phạt, chắc chắn là như vậy. Thẻ vàng được rút ra dành cho Vũ Tiến Long.
Sự hưng phấn là thứ mà U23 Việt Nam đang sở hữu sau bàn thắng mở tỷ số. Cách biệt đang chỉ là một bàn. Ngày thi đấu mà hàng phòng ngự không phải đối mặt với một chút ít áp lực nào cả. Nhưng chúng ta cũng không được phép chủ quan. Có những dấu hiệu cho thấy cầu thủ Timor-Leste đã xuống sức, cho dù đây mới chỉ là ở đầu hiệp thi đấu thứ hai. Việc họ phải gồng mình lên để chống đỡ trong hiệp 1 cũng đã bao mòn thể lực của họ. Và mật độ những đợt tấn công, cường độ chơi của cầu thủ U23 Việt Nam ở những phút vừa qua của hiệp 2 đã tạo ra sự khác biệt. Đây là lần thứ hai tại SEA Games này, những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai được U23 Việt Nam thực hiện có thể nói là hợp lý, với tốc độ chơi, với áp lực lớn tạo về phía thầy đối phương và cuối cùng là bàn thắng. Ở bên ngoài sân thì có vẻ như Hải Long cũng đã sẵn sàng. Pha phối hợp của cầu thủ Timor-Leste rất nguy hiểm. Lỗi việt vị. Không có bàn thắng cho cầu thủ Timor-Leste. Đó là một pha phối hợp có ý tưởng tương đối hay của cầu thủ Timor-Leste, dù nó không mới. Nhưng hàng thủ của U23 Việt Nam đã có phần bị động trong tình huống này. Có lẽ là U23 Timor-Leste có quyền tiếc nuối khi bàn thắng vừa rồi của họ không được công nhận. Từ góc nhìn cảm quan của tôi thì đó là một bàn thắng hợp lệ. Tôi cũng có cảm giác rằng đó là một pha bóng mà các trọng tài dường như không theo thật sát tình hình. Chuyền của Huỳnh Công Đến. Như vậy là Hải Long sẽ được đưa vào sân. U23 Việt Nam vừa thoát thua đã đang có được sự hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, nhưng sau đó là chiếc thẻ vàng của Vũ Tiến Long và một khoảnh khắc thót tim khi bóng được đưa vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị. Rất hay. Lần thứ 3 ở hiệp đấu này. Thật tiếc khi Lương Duy Cường trong ngày đầu tiên thi đấu tại SEA Games 31 không có được bàn thắng từ tình huống đánh đầu của mình. 3 tình huống dứt điểm đã tìm tới xà ngang của Timor-Leste. Nhưng đúng là như anh Tùng đã nói, Timor-Leste đã đuối sức rồi. Họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều điều như thế này trong những phút còn lại. Ở SEA Games này thì chúng ta có rất nhiều những trung vệ cao lớn và những pha bóng cố định, những tình huống đa phạt góc được kết thúc bởi các trung vệ vẫn luôn là một gợi ý có thể nói là hợp lý cho thế trận mà chúng ta cần phải dồn ép, và nhất là khi mà đối phương phòng ngự dày đặc, đó là một phương án mang tính chìa khóa. Lê Văn Đô đã rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Hải Long. Tốc độ và sức dướn không phải là điểm mạnh của Văn Tùng. Sau khi Levando rời sân thì có lẽ là Huỳnh Công Đến sẽ chám ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải. Hải Long sẽ là người chơi ở trục giữa. Khi có được bàn thắng mở tỷ số, khi mà những cái đầu của các cầu thủ trẻ trở nên nhẹ hơn thì mọi thứ diễn ra một cách đồng bộ hơn, từ cách họ di chuyển phối hợp với nhau. Cho tới thời điểm này thì Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Tài
và Leonardo đã rời sân. Cơ hội được trao cho Hai Long, Dũng Quang Nho và Lê Văn Xuân ở hiệp đấu thứ hai. Hướng tấn công, những phương án phối hợp của U23 Việt Nam cũng đã trở nên đa dạng hơn trong hiệp đấu này. Ít nhất là chúng ta đều ở hai cánh hơn. Chỉ riêng trong hiệp đấu thứ hai đã có 3 tình huống dứt điểm của cầu thủ U23 Việt Nam đưa trái bóng tìm tới xà ngang khung thành của đối phương. Tùng, Dũng Quang Nho, hiệp hai trôi qua được 15 phút, U23 Việt Nam đang dẫn 1-0. Đó là quá ít so với những cơ hội mà chúng ta đã có. Hai Long, đó là một pha chạm bóng thiếu cảm giác. Ai cũng biết là vai trò của những cầu thủ trên 23 tuổi của U23 Việt Nam là quan trọng thế nào. Chúng ta hãy cùng xem lại những tình huống dứt điểm liên tiếp đưa trái bóng tới xà ngang khung thành đối phương. Cú đá của Trọng Long, cú đánh đầu của Văn Tùng trước khi đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo có bàn thắng mở tỷ số. Leste sẽ có sự thay đổi người. Hậu vệ Vegas sẽ được sử dụng trong những phút còn lại. Đã có tình huống phạm lỗi và một quả đá phạt trực tiếp ở cự ly chừng 18m tới khung thành của Timor Leste, chếch bên phía hành lang cánh phải. Nỗ lực là của Thanh Minh. Trận đấu không có nhiều áp lực và bây giờ mọi thứ còn thoải mái hơn khi U23 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Có vẻ như đâu đó thì các cầu thủ vẫn chưa có được những pha xử lý bóng tốt nhất. Trong trận đấu ngày hôm nay thì thủ môn của Timor Leste là Castro Pereira cũng đã có những bóng phản xạ xuất sắc để ngăn chặn những tình huống dứt điểm của Văn Tùng hay là Văn Xuân. Và bây giờ anh phải đối mặt thêm một thử thách nữa. Quả đá phạt của Hai Long, bóng đi quá cao so với khung thành của Timor Leste. Những cầu thủ trên 23 tuổi, đặc biệt là Hùng Dũng, Hoàng Đức là rất quan trọng ở các vị trí tiền vệ trung tâm. Đây là một cơ hội để cho những Trọng Long, Hai Long, Huỳnh Công Đến có thể để lại một ấn tượng nào đó, bởi chúng ta vẫn luôn phải sẵn sàng cho những giải pháp thay thế. Cần phải chủ động để chuẩn bị cho những phương án như vậy. Đúng là với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, tính cho tới thời điểm này khi họ được trao cơ hội thì mọi thứ diễn ra chưa được trọn vẹn. Trong số các tiền vệ trên sân lúc này của U23 Việt Nam thì Trọng Long vẫn là người đá thấp nhất, có xu hướng chơi như một tiền vệ phòng ngự. Hai Long vào sân đá gần giống như Hoàng Đức đã chơi ở nửa cuối của hiệp 2 trận đấu gặp Myanmar.
Trong màu áo của câu lạc bộ Than Quảng Ninh thì Hai Long đã để lại dấu ấn tại V-League với vai trò của một tiền vệ công, đã hơi lệch cánh và thực sự rất ấn tượng với những cú sút xa của cầu thủ này. Đó là bàn thắng thứ hai của U23 Việt Nam và lại là một tiếng bóng bổng, lại là một tiếng đánh đầu. Nụ cười của Hồ Thanh Minh. U23 Việt Nam đang có được thêm những tình huống nguy hiểm nhiều hơn, số cơ hội nhiều hơn và bây giờ thì có được bàn thắng thứ hai. Hai tiền đạo của U23 Việt Nam đều đã ghi bàn. Ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha phối hợp đá phạt góc không cao nhưng chọn vị trí chuẩn xác và ở cự ly gần thì cú đánh đầu này đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và ở trong hiệp 1 thì Hồ Thanh Minh có một pha bóng gần như là tương tự như thế này. Hồ Thanh Minh đã chọn vị trí tốt và dứt điểm có thể nói là cực kỳ nhạy cảm vào ngay góc gần. Kỹ năng của Hồ Thanh Minh là một vấn đề, nhưng một lần nữa chúng ta có thể thấy được chất lượng phòng ngự, nhất là những pha chống bóng bổng của các cầu thủ. Thì vấn đề hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng chơi của U23 Việt Nam mà thôi. Khi chúng ta có những pha bóng có tính chuẩn mực, chúng ta sẽ có được điều mình cần. Dũng Quang Nho. Bây giờ thì quá thoải mái rồi. Ta sẽ chờ đợi những pha bóng đôi khi là ngẫu ngơn đến từ các cầu thủ trẻ. Việt Nam sẽ dẫn đầu bảng đấu với 10 điểm với một kết quả như thế này. Hiệp 2 là một hiệp đấu mà U23 Việt Nam có 2 bàn. Bên cạnh đó là hàng loạt những tình huống dứt điểm chạm xà ngang khung thành của đối phương. Và vào lúc này thì cũng phải thừa nhận là U23 Timor-Leste đã bị xuống thể lực. Với việc U23 Việt Nam tăng tốc ở đầu hiệp 2 và liên tiếp có được những bàn thắng thì cho đến lúc này chúng ta có thể khẳng định rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự của mình không quan tâm nhiều lắm đến đối thủ của mình là ai ở vòng bán kết. Và việc của U23 Việt Nam là khẳng định sức mạnh của mình trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, cho dù kết quả của trận đấu này không ảnh hưởng nhiều đến việc chúng ta có quyền đi tiếp hay không. Ở hầu hết những tình huống tranh chấp bóng bổng thì các cầu thủ áo trắng đều có được sự hợp lý trong việc lựa chọn vị trí, và cả những phương thức tranh chấp tay đôi thì họ cũng có ưu thế hơn. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua, U23 Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 2-0. Các bàn thắng thuộc về Văn Tùng và Hồ Thanh Minh, hai tiền đạo được đưa ra sân trong đỉnh xuất phát của huấn luyện viên Park Hang-seo. Có lẽ việc Văn Tùng và Thanh Minh cùng nhau ghi bàn sẽ khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo không cần phải sử dụng ở vị trí của Tiến Linh cho những phút còn lại của trận đấu. Mật độ thi đấu dày của SEA Games và nhiệm vụ khó khăn vẫn còn đang ở phía trước đòi hỏi Tiến Linh phải giữ sức cùng với các cầu thủ ở trên 23 tuổi cũng vậy. Thế trận như thế này là hợp lý rồi. Đúng là không có lý do gì để sử dụng họ cả. Chúng ta đã có được mục tiêu ngôi vị nhất bảng và các cầu thủ trẻ xứng đáng được trao cơ hội để thi đấu trọn vẹn trong những phút còn lại. Công đến đã được sử dụng ở rất nhiều vị trí tại SEA Games lần này. Bây giờ thì anh đang là cầu thủ đá thay vị trí của Lê Văn Đô bên phía hành lang cánh phải. Rất hay Lê Văn Xuân. Dứt điểm quá nhẹ. Đó là cú đệm lòng của Văn Tùng. Đó là một bài phối hợp đánh vào nách trung lộ mà chúng ta cần phải thực hiện một cách thường xuyên hơn. Rất đúng nhịp.
Chỉ tiếc ở cú dứt điểm cuối cùng của Văn Tùng thôi. Trong cuộc đua để hướng đến một vị trí trong danh sách tham dự SEA Games 31 lần này thì Văn Tùng là người không có được ưu thế ban đầu. Nhưng càng đến phút chót thì Văn Tùng lại có được nhiều cơ hội hơn và cầu thủ này đã nắm bắt được. Cuối cùng thì Văn Tùng cũng đã có tên trong danh sách ghi bàn của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Đó là một bước tiến. Nhưng để khẳng định được năng lực của mình trong sự nghiệp thi đấu còn kéo dài thì Văn Tùng có lẽ là sẽ còn phải cố gắng hơn nữa, rèn rũa mình nhiều hơn nữa để hoàn thiện. Trong trận đấu này thì Văn Tùng có thể là người chơi hay nhất trận đấu vì đã liên tục có mặt trong những điểm nóng. Nhưng chỉ có một bàn thắng cho đến thời điểm này sau khi đã có đến 3-4 cơ hội. Và đều là những cơ hội tương đối tốt. Thì rõ ràng là Văn Tùng cần phải nỗ lực nhiều hơn. Và một cầu thủ trẻ thì đương nhiên điều đó luôn cần phải có trong nhận thức của mình. Timor Leste có 3 sự thay đổi người. Tiền đạo Anizo Correa, hậu vệ Da Costa Suarez và cùng với đó là hậu vệ Paulus Guzmão sẽ được sử dụng. Cũng dễ hiểu khi phải thay hàng loạt như thế này. Một loạt các vị trí của Timor Leste đã xuống sức. Giờ thì đang là một ngày hội đối với các cổ động viên trên sân vận động Việt Trì. Những làn sóng người khi U23 Việt Nam đã có 2 bàn và vẫn đang tấn công ào ạt. Cơ hội dành cho một pha xí cá nhân, thêm một cú sút xa nữa. Hài lòng là người vừa dứt điểm. Trước đó là pha xoay sở của Văn Tùng. Cự ly vừa rồi là cự ly mà Hài Long có thể tạo ra được đột biến bằng những cú sút xa tốt được thực hiện bằng cả hai chân với lực đi giống nhau. Anh đã từng ghi một bàn thắng rất đẹp mắt vào lưới của câu lạc bộ Nam Định ở V-League bằng một cú sút bằng chân trái. Giải đấu được tổ chức trên sân nhà và với nhiệm vụ phải bảo vệ chiếc huy chương vàng. Cho tới thời điểm này thì cả đội tuyển bóng đá nam và đội tuyển bóng đá nữ đều đang thực hiện tốt điều đó với những trận đấu ở vòng bảng. Tiến Linh sẽ được sử dụng. Ông Park Hang-seo và các cộng sự đang dặn dò Tiến Linh rất kỹ. Thời gian còn lại của trận đấu này là không quá nhiều. Thắng 2-0 chắc chắn sẽ nhất bảng. Và thử nghiệm ở đây thì là thử nghiệm về cả con người cũng như là hệ thống chiến thuật cho những giải pháp đa dạng hơn nữa. Cũng có thể là Tiến Linh sẽ được đưa vào sân và đá cặp với Hồ Thanh Minh. Đỗ Hùng Dũng sẽ là sự thay đổi người tiếp theo. Lần lượt những nhân tố trên 23 tuổi được tung vào sân ở những phút cuối. Hùng Dũng có lẽ là sẽ vào sân để thay thế cho Huỳnh Công Đến. Các trận bán kết của môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Và vẫn sẽ là những trận đấu diễn ra trên sân vận động Việt Trì của tỉnh Phú Thọ.
Huỳnh Công Đến sẽ rời sân. Vào sân là Đỗ Hùng Dũng. Và ở bên ngoài đường biên thì Tiến Linh cũng đã sẵn sàng. Hùng Dũng vòng này đã có 2 pha lập công tại SEA Games 31. Anh sẽ có 15 phút cùng với các đồng đội trẻ khi mà thế trận dường như là đã an bài rồi. Một chút thời gian thi đấu để duy trì cảm giác trước khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam tiến vào bán kết. Ở bán kết sẽ là những cuộc đấu khó khăn hơn nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thay 4 cầu thủ. Văn Tùng cài đè hợp lý. Lê Văn Xuân khá hay, vẫn còn sút bóng. Giải pháp có lẽ là không thực sự trọn vẹn với một pha xoay người dứt điểm ở góc hẹp. Với hàng loạt những cơ hội đã sở hữu trong trận đấu này thì Văn Tùng lẽ ra phải có được hơn một bàn thắng cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng dù sao thì sự năng nổ cũng như việc bám vị trí của trận đấu không có nhiều áp lực cần phải được ghi nhận, vì đó là một trong những yêu cầu chiến thuật dành cho một tiền đạo có tầm vóc trong một thế trận như thế này. Văn Tùng sẽ không cần phải hoạt động quá rộng nhưng cần phải bám vào trận địa của mình để nắm bắt thời cơ. Trải nghiệm này sẽ giúp cho Văn Tùng có thêm được những sự tích lũy, chắc chắn là như thế. Thực tế là vị trí trung phong luôn là một bài toán đau đầu do sự thiếu hụt về mặt nhân sự chất lượng. Ở giải V-League quốc gia thì rất khó cho các cầu thủ nội binh có thể cạnh tranh với các trung phong ngoại. Họ có ít cơ hội thi đấu cọ sát vào lứa tuổi trẻ thì lại càng khó có cơ hội để có được quãng thời gian thi đấu đủ để hoàn thiện mình một cách nhanh nhất. Trong suốt thời gian vừa qua ở bình diện bóng đá Việt Nam, sau khi anh Đức giải nghệ thì Tiến Linh vẫn luôn được coi là số 1. Nhưng trong bình diện mà các giải đấu ngày một dày hơn, chúng ta cần có thêm nhiều hơn là chỉ một sự lựa chọn. Dũng Quang Nho sân Thiên Trường để lại cho người ta ấn tượng bởi những khán đài chật kín khán giả thì sân Việt Trì cũng có những hình ảnh cần phải được ghi nhận. Trong những trận đấu khi mà trời mưa to thì gần như không có bất cứ một khán giả nào có ý định bỏ về sớm. Lý Công Hoàng Anh rời sân, vào sân sẽ là Tiến Linh. Liệu trong những phút cuối thì đội tuyển U23 Việt Nam có chơi với sơ đồ chiến thuật là 3 cầu thủ tấn công? Nếu trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội tuyển U23 Việt Nam và Timor-Leste không có được bàn thắng nào thì đây sẽ là lần thứ 2 trong lịch sử tham dự SEA Games của bóng đá Việt Nam chúng ta kết thúc vòng bảng mà không phải nhận bàn thua nào, và đó sẽ là lần đầu tiên với lứa tuổi U23.
lần đầu tiên là năm 1999, ở lần cuối cùng môn bóng đá nam có sự tham gia của các đội tuyển quốc gia trên đất Brunei. Thế hệ của Hồng Sơn, Huỳnh Đức đã kết thúc vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào, trong đó có cả trận hòa không đều với đội tuyển Thái Lan. Phút thứ 80 của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste, cách biệt vẫn đang là hai bàn nghiêng về phía U23 Việt Nam. Lê Văn Xuân, đường treo bóng vào là của ông Dũng. Hải Long, sự có mặt của Hải Long ở tình huống bóng hai vừa rồi là hợp lý. Trọng Long, lúc này có vẻ như Trọng Long là người đá lệch bên phải. Tiến Linh đang chơi lùi khi mà trên sân xuất hiện cả Văn Tùng, cả Hồ Thanh Minh và Tiến Linh. Lê Văn Xuân, Hùng Dũng, không được. Sinh Nhật Đăng, đường còi đã cất lên trước đó mất rồi. Hai đội đều đã có một tình huống không được công nhận bàn thắng bởi lỗi việt vị. Đây có thể là lỗi việt vị của Hùng Dũng, không phải là như vậy. Cả hai tình huống mà các trợ lý trọng tài phất cờ báo hiệu việt vị và không công nhận bàn thắng của Timor Leste và Việt Nam, pha bóng mà với quan sát chủ quan của chúng tôi là những quyết định thiếu chính xác. Thật sự là rất khó hiểu cho những pha xử lý của các trợ lý trọng tài với việc căng cờ báo lỗi việt vị. Khi mà Hùng Dũng đã thoát xuống không ở thế việt vị thì lỗi việt vị của Hồ Thanh Minh quả là hết sức vô lý. Và tình huống này gần giống với những gì mà chúng ta đã thấy ở đầu cầu môn của U23 Việt Nam. Hải Long bị phạm lỗi, một cội đá phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam. Chưa có bất cứ một cú đá phạt trực tiếp nào của U23 Việt Nam được thực hiện hoàn hảo ở SEA Games lần này. Người sút bóng lần này hoàn toàn có thể sẽ là Lê Văn Xuân. Pha phối hợp Trọng Long, Hải Long, liên tiếp là những quả tạt của Trọng Long. Trống ở hai biên đang xuyên nhiều dành cho Lê Văn Xuân và Trọng Long, và họ khá thoải mái trong việc thực hiện những quả tạt vào phía trong. Các trận đấu bán kết của môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì. Hai đội bóng ở bảng A đi tiếp là Việt Nam và Indonesia. Và ngày mai chúng ta sẽ được biết rằng các vị trí dẫn đầu của bảng B thuộc về đội bóng nào. Hùng Dũng. Thực ra thì ở bảng B
U23 Malaysia cũng như U23 Thái Lan đã chắc quyền lọt vào vòng bán kết. Vấn đề là đội nào sẽ đứng vị trí trận đấu mà thôi. Pha xoay người dứt điểm của Văn Tùng. Một lần nữa trong trận đấu này, Văn Tùng xoay sở tốt ở trong khu vực cấm địa. Đó là một cách chơi mà các trung phong với tư thế hoạt động luôn có xu hướng xoay lưng lại cầu môn đối phương cần phải làm. Chỉ có điều là Văn Tùng một lần nữa lại không thành công với cú đá cuối cùng của mình mà thôi. Nhưng nếu có được đầy đủ sự tự tin và rèn rũa nhiều hơn nữa thì tôi tin rằng đây chính là những điểm tựa để giúp cho Văn Tùng có thể khẳng định được mình nhiều hơn. Động tác rất gọn. Hiểu là chúng ta có tới 3 tiền đạo ở những phút cuối trận khi mà Tiến Linh cũng được có mặt bên cạnh Văn Tùng và Hồ Thanh Minh. Nhưng Tiến Linh rõ ràng là đá thấp hơn hẳn so với hai người đồng đội trẻ. Và có lẽ đây là cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo không phải chỉ để thử nghiệm đội hình mà là muốn giữ cho Tiến Linh chỉ cần có được cảm giác đầy đủ để tiếp tục có thể hướng tới trận bán kết mà thôi. Nó có lẽ cũng tương tự với việc sử dụng Đỗ Hùng Dũng trong những phút cuối của trận đấu này. Đúng là như thế. Với thế trận như thế này thì U23 Việt Nam không cần phải tăng cường sức mạnh. Vấn đề là các cầu thủ lớn tuổi, những cầu thủ trụ cột cần phải duy trì được cảm giác chơi bóng. Cho dù chỉ là mười mấy phút cuối trận, sự thong dong là điều mà chúng ta thấy khi mà Hùng Dũng có mặt trên sân cùng tham gia vào lối chơi của đồng đội. Và Tiến Linh thì cũng không cần phải hoạt động quá xông xáo làm gì. Ba đánh ba, cơ hội phản công cho Timor Leste. Văn Toàn đã ngăn được cú sút của đối phương. Có vẻ như đó là cú đá trúng đích đầu tiên trong trận đấu này của Timor Leste. Nhưng Văn Toàn đã làm chủ được tình hình. Đường chuyền của Tiến Linh. Không đá vị trí cao nhất sẽ giúp cho Tiến Linh thoải mái hơn. Khi đá cắm ở phía trong, đương nhiên phải đối mặt với những tình huống đeo bám của hậu vệ đối phương. Và đó cũng là sự đối mặt với những rủi ro. Và ở các trận đấu trước đó, nhất là những trận đấu gặp Philippines và Myanmar, thì Tiến Linh đã làm đủ nhiệm vụ của mình rồi. Đó là luôn luôn bám ở vị trí tiền đạo cắm, áp sát vào những pha chọn vị trí của hậu vệ đối phương để tạo ra một thế trận cho U23 Việt Nam, tạo những khoảng trống ở những vị trí khác cho các đồng đội. Đó là một nhiệm vụ. Và đôi khi nhiệm vụ đó khiến cho chúng tôi cảm nhận rằng Tiến Linh không có được đầy đủ phong độ và không có được những dấu ấn. Nhưng trong bóng đá là như vậy. Đó là một môn thể thao tập thể và không phải lúc nào tiền đạo mũi nhọn cũng phải giữ vai trò người quyết định các trận đấu. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng, tổng thể thì đối thủ của chúng ta U23 Timor Leste chỉ có 2 cơ hội. Một bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị, mà theo nhận định của chúng tôi đó là một quyết định sai lầm của trợ lý trọng tài. Và một tình huống dứt điểm vừa rồi khiến Văn Toàn phải vất vả trong những phút cuối của hiệp 2. Đó thì phải chờ tới hiệp đấu này thì U23 Việt Nam mới có được điều cần thiết, đó là những bàn thắng. Và hai có lẽ là vẫn còn quá ít với những cơ hội mà chúng ta đã sở hữu. Xin chào quý vị và các bạn.
Natalino Da Costa là người mới vào sân bên phía Timor-Leste. Lỗi của Natalino. Dục Quang Nho. Đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Cách biệt của hai đội vẫn đang là hai bàn. U23 Việt Nam sẽ giành quyền vào vòng bán kết với tư cách là đội đứng đầu bảng A. Thắng 3, hòa 1 được 10 điểm. Có được 6 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Dũng, Thành Minh rút ra, ở những giây cuối cùng thì U23 Việt Nam vẫn pressing và trận đấu đã khép lại. Kết quả của trận đấu cuối cùng tại bảng A môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23